Hello everybody, welcome to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình gặp phá cái đầu tiên nha. Three Virtual, let's go. Rồi, bắt đầu nha. Rồi, ok, let's go. Start game. Hydros. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Tony Ram. Let's go. Oh my gosh. Ok. Cái này mình phải bắn nhanh hơn. Lên cấp cái này đi. Let's go. Rồi, quả này mình sẽ gặp một tướng. Chiến đấu với anh tướng này xem như thế nào. Có khỏe không? Tướng đâu rồi? Đây rồi. Ok.
Ok, let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Sleeper Hollow. Let's go. Cái này các bạn phải cày tiền, sau đó thì sẽ dùng tiền để nâng cấp súng rồi các bạn mới đi làm nhiệm vụ khác được. Rất là nhiều zombie. Wow, xảy ra. Mình đây có một anh đệ đang ở đây. Mình bảo vệ anh ta. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ tư, Sleeper Bade Assassin. Let's go. Rất là nhiều tiền luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Sleeper. Hitman Sleeper. Let's go. Thank you.
lời. Broken again. Keep a lookout for me while I patch this up. Sẽ mua cái này đi. Mua lại một cái và mình sẽ nâng cấp mấy cái này. Let's go. Quyết ha. Keep your eyes peeled, it's too quiet. With my. Oh God, they're coming. With four. Get ready. They're coming. Let's go. It's fine. It's too calm. I don't like it. Rất là đông luôn. No. So it's online, so I don't know what you're doing up there, but it's working. Keep shooting. We're not thinking I'm done. Okay, let's go. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Jolly Seeker Sleeper. Let's go. Mình cấp đàm tiếp, ok. Ồ, nhập rồi.
vẫn không phở. Tức là mình bắn anh chàng này. Let's go. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. One game. Lên, listen. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Fun play. Let's go. Ok, bấm vào đây. Wow, không nổ. Tiếp tục nào. Let's go.
bạn cứ nhầm điểm yếu của trong này thì các bạn xử lý. Ở đây thì mình sẽ làm điểm yếu ở đâu đây? Dưới đây đi. Wow, còn một con lợn chưa vỡ. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. His Matter. Ok, let's go. Bắn ở đây thì sẽ rơi trời luôn. Bắn ở đây đi, không chạm. Không được không? Let's go. Wow, wow, bom nổ thì cái này nó sẽ đập vào. Vậy thì mình bắn luôn ở đây đi. Một khẩu súng mới. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Perfect Sleeper. Boom. 150 tiền. Wow, son. Okay.
này các bạn vừa bắn và vừa tính toán để làm sao một phát chết luôn. Zombie. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. A mess. Let's go. Từ hôm nay như mình sẽ phải hóa thân là một anh chàng cướp, một băng cướp rồi. Xem mở nó cái gì đây, một khẩu súng trăng. Rồi được cấp rồi, giờ tôi muốn custom sai. Ok, let's go. Chuẩn luôn. Wow, thật là một cướp. Wow. Thank you.
còn rất là nhiều tiền. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Hóa ra là một băng cướp tầm rất là vui. Và tựa game này thì là của hãng Say Game. Start game. Let's go. Thì mình sẽ lấy thêm một khẩu súng khác. Làm súng này đi. Let's go. Stop it. Stop it, don't worry. Okay, let's go. Ok, mình sẽ phát dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.